Chính xác ra thì là bác sĩ Quế bị bắt vào ngày thứ Bảy 26 tháng 2 2011 giờ Sài Gòn. Nhóm được khoảng mấy chục công an đến vây, bao vây nhà bác sĩ Quế và khám xét mười mấy người ở trên gác, mười mấy người trong nhà, lục soát và cất giữ tất cả những cái gì mà như là máy computer và tất cả các cái thứ mà bác sĩ Quế dùng để mà liên lạc với lại thế giới bên ngoài. Và sau đó thì họ có thẩm vấn bác sĩ Quế từ 1 giờ chiều cho đến 5 giờ 15 chiều. Thì nội dung thì chỉ là họ đưa ra cái bản lời kêu gọi của bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Một ngày trước đó thì bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã đưa ra một cái bản lời kêu gọi là tổng xuống đường, quét sạch chế độ độc tài, thành lập một cái chế độ dân chủ, có nhân phẩm người dân được tôn trọng, và đặc biệt trong là có những cái lời kêu gọi đặc biệt là chúng tôi đòi cơm no, chúng tôi đòi áo ấm, chúng tôi đòi phải có công ăn việc làm, chúng tôi đòi phải có tôn trọng phẩm giá nhân quyền. Và bác sĩ Quế cũng kể ra cái bế tắc của Việt Nam, những cái vấn đề mà nhà cầm quyền cộng sản đã phạm phải một cách nghiêm trọng, đưa đất nước đến cái chỗ diệt vong như là bán nước cho ngoại bang. Nói tóm lại là trong cái bản đó tố cáo tất cả những cái gì mà nhà cầm quyền cộng sản nó không muốn thế giới bên ngoài biết và họ rất sợ phải nghe. Thế thì họ nói bác sĩ Quế rằng là ông kêu gọi xuống đường để mà lật đổ, quét sạch cái chế độ cộng sản để thành lập một chế độ dân chủ, có tự do, có dân chủ ở Việt Nam, có đúng hay không? Thì bác sĩ Quế cũng nói rằng là chúng tôi đòi hỏi tất cả những cái gì mà có lợi cho đất nước. Và thì các ông đã nắm hết tất cả các nguồn thông tin đại chúng, thì cái phương pháp hữu hiệu của chúng tôi biểu tình xuống đường, biểu tình một cách ôn hòa. Bác sĩ Quế nhấn mạnh cái chuyện là biểu tình một cách ôn hòa và bày tỏ những cái nguyện vọng của người dân, đòi hỏi những cái sự mà thay đổi cần thiết cho đất nước. Sau đó thì công an bắt bác sĩ Quế đi, họ nói là làm việc tại trụ sở của quận 5 thành phố Sài Gòn. Dạ. Đến ngày hôm nay thì bác sĩ đã có thông tin gì về tình trạng của bác sĩ Quế? Vâng, tôi cũng xin nói thêm là lúc 9 giờ tối cũng ngày thứ bảy, tức là ngày hôm qua đó, thì họ sau khi lục soát họ rời đi lúc 5 giờ thì 9 giờ đêm họ trở lại. Thì họ lục soát đặc biệt là phòng của tâm vấn người vợ của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, và họ lấy đi cái laptop, họ nói là họ mời tâm vấn lên để mà nói chuyện và gặp bác sĩ Quế vào ngày hôm nay. Thì hiện giờ thì tâm vấn đi mà vẫn chưa thấy về. Dạ. Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Quân thì vì sao công an Việt Nam lại bắt bác sĩ Quế vào ngày hôm qua, trong cái bối cảnh như thế nào thưa bác sĩ? Đây thì có phải là lần đầu. Cái lý do mà bị bắt đó thì là vì bác sĩ Quế đưa ra cái lời kêu gọi, tôi nghĩ là cái điều chính. Và trước đó họ cũng đã rất nhiều lần rất là khó chịu với bác sĩ Quế. Thí dụ có cái vụ mà bác sĩ Quế với lại trăm các anh em vận động chính kiến gửi cái lời tuyên bố chung trong cái dịp mà ngày lễ quốc tế nhân quyền. Trong đó cũng nói rất rõ về những cái tội mà nhà cầm quyền cộng sản đã phạm phải. Và mới gần đây nhất nữa là cái sau cái vụ mà tấn công Christian Mạc Sơn, thưa anh, là một cái viên chức ngoại giao của Hoa Kỳ đang phục vụ tại tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam, thì bác sĩ Quế đã viết thư và đã lên tiếng là bày tỏ cái sự ngạc nhiên, vì theo bác sĩ Quế thì Hà Nội cần Washington hơn là Washington cần Hà Nội. Và trong cái chiều hướng đó, bác sĩ Quế cũng mới viết một cái bài mà đã được đăng trên cái tờ báo rất lớn ở thủ đô Hoa Kỳ, đó là tờ Washington Post. Cái lý do chính nữa là cái tình hình thế giới đó, ở Bắc Phi rồi từ Ai Cập tới tới Anh, tất cả cái làn sóng dân chủ đó, trong cái bài viết mới nhất bác sĩ Quế cũng nói rằng là cái cuộc cái mày hoa lại nó đương nhiên là nó sẽ xảy ra ở Việt Nam, không thể tránh được, người dân Việt Nam sẽ phải đứng lên và đòi cái tự do, những cái nhân quyền căn bản của mình giống như các dân tộc khác, thưa anh. Trước đó đã có Cha Lý rồi khối 8406, thưa anh, thì tất cả là cũng trong cái mục đích là kêu gọi tự do dân chủ ở Việt Nam, nên họ phải tìm cách làm khó dễ những người đó. FFI xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Bác sĩ Quân là bà huynh của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và đại diện cho cao trào nhân bản quốc tế.